Cũng xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã từng biết đến tác giả Hoàng Nam qua những bộ truyện, ví dụ như Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần với Pháp sư Quỷ Khánh, với Tiểu Quỷ; uh, qua bộ truyện Pháp sư Ngũ Linh với uh, Bạch Hổ với uh, Huyền Vũ uh, và với năm vị Pháp sư mang uh, cái huyết mạch của Thần thú. Có rất nhiều bạn hỏi là uh, vậy uh, chuyện về Thanh Long đâu, chuyện về Kỳ Lân đâu? thì mình cũng xin nói luôn đó là pháp sư ngũ linh thì chỉ có là về bạch hổ và về chuyện về 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 huyền vũ hình như là về về chu tước thì là là cô linh rồi không có vậy tức là các nhân vật khác thì hoàng nam chỉ là cho xuất hiện trong các hai bộ truyện kia thôi chứ không có 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 cái chuyện cụ thể thì để cho các bạn tiện theo dõi còn ngày hôm nay thì a à, tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn uh, bộ truyện sao quỷ giáng thế cũng là cái con đường khép lại của cái phần này coi như là một cái lối giải thoát cho cả pháp sư khánh là một cái pháp sư quỷ một người sống không bằng chết không chết được và cả tiểu quỷ chúng ta sẽ cùng xem xem bởi vì ở phần này thì pháp sư quỷ cũng sẽ lại gặp nhau với pháp sư ngũ linh họ sẽ cùng nhau đối đầu với sao quỷ giáng thế để cứu nhân gian trong cái thời đại mạt pháp như thế nào. Để ủng hộ tác giả Hoàng Nam hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam mà tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ a tuấn hãy gửi video này của mình uh, cho bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ bộ truyện Pháp sư Quỷ Sao Quỷ Giáng Thế 6 tập. Tập 1 xin phép được bắt đầu <laughs> Chương 1 Dịch bệnh Đã 3 năm trôi qua Kể từ ngày thanh trừng cổ mộ Nam và đám bạn Mỗi người đều trở lại cuộc sống riêng của mình Những năm 2019 Cuộc sống xô bổ vội vã Con người cũng dần dần bị cuốn theo đó Nam và những người bạn của mình cũng như vậy Tuy bọn họ thi thoảng vẫn cứ liên lạc họp mặt Cùng nhau xử lý những sự kiện linh dị Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau Mà sự khăng khít giữa bọn họ không còn như trước có chẳng mối liên kết giữa bọn họ Chỉ là sự xuất hiện của một người nữa Người mà bọn họ được ủy thác Phải dạy dỗ đến nơi Đến chốn Phong Trương Phong Ta đề nghị con nguyên túc tập luyện cho ta Tiếng của Vi sang sảng Tỏ vẻ bực tức Vang vọng ra từ ngôi nhà hai tầng khang trang Nằm trong một con ngõ nhỏ Giữa phố thị nhộn nhịp Chị Vi Lại sao nữa Em dọn nhà xong rồi Chị để em chơi một tí Người vừa lên tiếng là Trương Phong Con trai của Trương Tú Là người đã tuẫn đạo mà chết Trong trận chiến ở trung cư 727 Cách đây 2 năm Nhóm Pháp Sư Ngũ Linh tình cờ gặp Phong Trong một lần điều tra một vụ án linh dị Hỏi ra mới biết thân thế của nó Lúc đó cả đám cũng rất vui mừng Bởi lời hứa năm xưa với ông Tú Cuối cùng cũng có cơ hội để thực hiện Khi đó Lân cũng đã giao lại đoàn kiếm cho Phong Và đem nó theo chỉ dạy đạo Pháp Một năm trước Lân bản giao phong lại cho đám người nam Vi Linh dạy dỗ Thằng nhóc này vốn dĩ thông minh Học một hiểu mười Chỉ một năm mà Thanh và Lân Cũng chẳng còn gì để dạy nó nữa Hiện tại Vi nghe Phong gọi mình là chị Thì tức đến sầm mặt lại Ta là sư phụ Nghe chưa là ngũ sư phụ Chú ý cách xưng hô Không thì Vi nói đoạn Hai bàn tay lồng vào với nhau nắn nắn Tiếng khớp xương vang lên răng rắc Khiến cho Phong sợ hãi tái mặt ngày đầu nó gặp Vi và Vi của hiện tại thực sự khác nhau nhiều lắm Ê, vâng vâng sư phụ con biết rồi Phong nhăn nhở định nọt bây giờ Vi mới thôi la mắng thúc ép nó nhập định tu luyện thời gian qua năm người trong nhóm ngũ linh thay phiên nhau dạy bảo kết quả Phong từ một hạ sư thấp kém gặp ác quỷ còn phải bỏ chạy đến bây giờ cũng đã có can đảm mạnh mẽ hơn rất nhiều hầu hết những pháp thuật của môn phái nội đạo phong đã nắm rõ được cái cốt yếu chỉ cần có thời gian nghiền ngẫm thì chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn chỉ là tên nhóc này bản tính ham chơi lười tu luyện cho nên mặc dù thiên tư tốt nhưng chỉ đạt được cấp bậc trung sư so với năm vị sư phụ của mình thì nó còn kém đến hai bậc đang lúc phong chuẩn bị tiến vào nhập định tu luyện thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên giọng của linh vọng vào phong mở cửa mở cửa cho chị hai mắt của phong sáng bừng đứng bật dậy ra mở cửa vừa mở cửa nó đã leo lèo chị linh chị linh chị chị về đúng lúc thật đi chị à, 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 không là ngũ sư phụ bắt nạt em nghe phong than vãn linh liếc mắt sang nhìn vi vi đang cao mày linh huých huých vai phong lẻ lưỡi ý là vụ này đến mình cũng chẳng cứu nổi phong biết mình chơi dại chết rồi bám phải phao thùng thì lè lưỡi nhìn vi ăn năn ngũ sư phụ con biết sai rồi bát đũa hôm nay hôm nay để con vi hử một tiếng không thèm để ý đến nó quay sang hỏi linh mọi thứ chị chuẩn bị xong chưa ngày mai chị và anh nam lên đường phải không linh cười đáp ờ à, tình hình dịch bệnh ở một số bản làng vùng núi chuyển hướng xấu lắm càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh lạ cơ sở y tế trên đó thiếu người cho nên liên hệ với bệnh viện chị và anh nam đang công tác nhờ giúp Sáng ngày mai là khởi hành Em ở nhà nhớ kèm cặp thằng nhóc đó Ê chị còn phải nói Không phải là chị chiều hư nó còn gì Vì nhớ lại cách xưng hồ của Phong với Linh Thì nhíu mày trách móc Thôi Nó cũng ghém mình có mấy tuổi Cứ con con ta ta Nghe nó già chết Từ ngày trải qua sinh tử Tình cảm của hai cô gái cũng khăng khít hơn Bởi vì Vi ít tuổi hơn cho nên gọi Linh là chị Đầu năm nay Vi, Nam và Linh đều đã ra trường. Vi và Nam quyết định ra Bắc làm việc, Linh cũng đi theo bởi vì ở trong Nam cũng chẳng còn ai thân thiết. Linh và Nam vì thành tích học tập tốt, xin được một vào bệnh viện nhà nước, về phần Vi theo đuổi giấc mơ sư phạm của mình. Ngày đó trôi qua rất nhanh, Phong mặc dù không muốn nhưng dưới sức ép của Vi cũng phải nhập định 3 tiếng tu luyện. Cho đến chiều tối, Linh đề nghị tất cả ra ngoài ăn cơm, cô không quên gọi điện cho Nam. Chỉ độ 15 phút sau Nam có mặt Vừa nhìn thấy Nam Phong đã cung kính Tam sư phụ đồ nhi có lễ Ê, à, Cái thằng nhóc này Nam phỉ cười vỗ nhẹ lên đầu nó Kế đó Ba sư phụ một đồ đệ Dẫn nhau đi ăn lẩu Tại đây Nam đem hết chuyến đi lần này nói ra Theo lịch trình á Đoàn của anh Mê Linh sẽ khởi hành vào 5 giờ sáng ngày mai Nghe các thầy nói tình hình ở trên đó căng lắm Chính quyền ở đó còn đang phải khoanh vùng cũng may khu đấy chỉ có mấy bản làng nằm sâu trong núi cũng không dễ bùng dịch lắm nam tò mò phong hỏi tam sư phụ bệnh dịch gì mà sợ thế theo nhiều thông tin gửi tới là một dạng sốt vi khuẩn hoại tử mô mềm chỉ là quá trình phát bệnh rồi dẫn đến tử vong cũng nhanh quá làm cho công tác nghiên cứu kháng sinh gặp khó khăn sự tình cụ thể cũng chưa rõ nhưng mới một tuần trời mà đã có đến mấy chục người chết đó nam nói xong thở dài Lương tâm của một người thầy thuốc càng khiến cho hắn lo lắng về tình hình dịch bệnh. Cả đám ăn xong cũng đã 10 giờ tối. Từ biệt mọi người. Nam đi về phòng chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày hôm sau, chiếc xe 16 chỗ chở theo sự nhiệt huyết của 10 bác sĩ. Lăn bánh đi về khu vực vùng núi. Trên xe tiếng nói chuyện bàn luận về những thông tin về dịch bệnh vang lên không ngớt. Linh, Em thấy sao về dịch bệnh này Hay là liệu có phải do sự lạc hậu của người dân miền núi không Người vừa lên tiếng là Tài Kẻ mấy tháng qua luôn lẽo đẽo theo sau Tán tỉnh Linh Mặc dù biết cô là hoa đã có chủ Hắn tự tin với cái lý thuyết là nhất cự ly Nhì tốc độ Bởi vì da mặt của Tài đang dày dần lên Tỷ lệ thuận với sự chờ cháo của hắn Linh nghe Tài hỏi Chỉ đáp cho có lệ Chúng ta cũng chưa biết tình hình cụ thể thế nào làm sao mà suy đoán bừa bãi được Linh nói đúng đây Xã hội hiện đại Điện đường trường trạm được nhà nước quan tâm Cả những bản làng xa xôi Cậu Tài ấy, cậu đừng có mà nói phán xét như thế Tiếng của cô lên Người dẫn đoàn lần này vang lên Tài thấy cô lên nói như vậy Cũng không tiện nói thêm Hắn lại tiếp tục mồm năm miệng mười hỏi Linh Mặc dù đáp lại hắn Cũng chỉ là những cái gật đầu cho có lệ Xe lăn bánh tầm 3 tiếng đồng hồ dừng lại trước một khu rừng bạt ngàn ở trước đầu xe có một người đàn ông da ngâm đen tóc hung đôi mắt nếu như mà nhìn kỹ sẽ thấy ánh lên nét xanh đặc biệt vừa thấy xe dừng lại người đàn ông từ xa đã lên tiếng ê xin chào mọi người tôi là bà bàn a bình là phó trưởng trạm y tế ở đây rất vui vì hôm nay bác sĩ dưới xuôi lên hỗ trợ người đàn ông tên là a bình vui vẻ ánh mắt nhìn lướt qua mọi người cô lên lịch sự Đi lên bắt tay Tôi là Liên, tôi nhận được tin báo Của trạm trưởng Sùng A Báo Bệnh viện chúng tôi đã lập tức Thành lập đoàn hỗ trợ gấp rút lên đường đấy Nghe cô Liên nhắc tới trạm trưởng Sùng A Báo Ánh mắt của ông Bình có chút buồn bã Hôm nay đang lý ra là Trạm trưởng phải đến đón mọi người Thế nhưng mà cái bệnh nó chẳng chờ một ai Trạm trưởng vì cứu dân cứu bản Cũng đã nhiễm bệnh Mất rồi cô Liên à Nghe ông A Bình nói đến đây, tất cả đều cảm thấy thương xót cho một người đồng nghiệp đã hiến dâng sinh mạng cho mục đích cao cả. Thấy mọi người đi đường xa mệt mỏi, ông A Bình đề nghị nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. ấy à thế nhưng mặt trời cũng đã đứng bóng, đi vào trong khu rừng có bóng mát, có lẽ tốt hơn. Cả đoàn nhờ ông ta dẫn đường, ông A Bình đồng ý rồi nói Được rồi, đoạn đường trước mặt xe không vào được, anh chị em chịu khó đi bộ Trạm y tế khu vực này cũng cách đây có 5 cây thôi. Nghe đến đoạn đường còn lại, 5 cây số đường rừng, ai nấy đều tỏ ra ái ngại lắm. Sinh, Tân là hai đệ ruột của anh Tài, nhìn nhau đồng thanh nói, "Hì, còn đến 5 cây." Ông A Bình liếc nhìn hai thằng, gật đầu cười cười. Trẻ con các bản sâu trong núi Mỗi ngày đi học đều không dưới quãng đường đó đâu Các chú là thanh niên sức dài vai rộng Chứ không lẽ Nhận ra trong lời nói của ông A Bình Có điểm châm chọc Sinh và Tân trong lòng bực tức không đáp lời Bọn họ tiếp tục mở cốp xe Vận chuyển đồ đạc đi xuống Hai chị em phụ nữ xách theo những đồ nhẹ Riêng đám thanh niên như Nam Tài, Sơn, Tân Thì ai nấy đều vác theo những túi đồ to Tài vốn dĩ là công tử bột dựa vào quan hệ của gia đình mới chen chân vào bệnh viện của nhà nước. Vốn dĩ, chuyến đi lần này hắn không có tên trong danh sách. Nhưng bởi vì trong đoàn có Linh cho nên gã công tử bột này dùng mọi cách để đi theo. Tất nhiên là hai thằng đàn em thân thiết cũng không có thiếu phần. Tài xưa nay ăn sung mặc sướng, hiện tại phải mang vác đồ nặng. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm Mẹ nó chứ, đi cứu người hay lại đi chết không biết. Chưa thấy cứu được ai mà tôi thấy mình sắp chết rồi đó. Cậu đó Im lặng giữ sức thì tốt hơn đó. Nam lạnh lùng nói Đối với cái tên mặt dày này Nam thực sự cũng không có cảm tình Này cậu Đang lúc cả đoàn đang định tiến lên Theo ông A Bình Thì bỗng nhiên bác tài xế giả vỗ vỗ vai Nam Nam đưa mắt nhìn về phía ông tài xế Chưa kịp mở lời Ông tài xế đã nói Các chú hết sức cẩn thận đấy Nhận ra trong lời nói của bác tài có ẩn ý Nam hỏi Ý bác là sao? Ông tài xế liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng. Người ta nói rừng thiên nước độc, các chú dân thành phố cái gì biết thì làm, cái gì không biết thì đừng động chạm lung tung. Đất này có tiếng là đất dữ. Cả đoạn đường đi tôi nghe mọi người nói về dịch bệnh. Tôi nói uh, chú đừng nghĩ tôi mê tín. Cơ mà, chuyện này chỉ sợ là không có bình thường đâu à. Nam nhíu mày suy nghĩ một lát mới lên tiếng dạ vâng thế cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở thôi bác đánh xe về đi kiểu muộn ông tài xế cho rằng nam là người ngành y khái niệm duy vật ăn sâu vào trong tư duy cho nên không tin những lời mình nói ông tài xế thở dài quay người lên xe cả đoàn đi bộ gần một tiếng ở trong rừng mới thấy lác đác xuất hiện những nóc nhà đơn sơ tài nghe ghé tai linh nói nhỏ đấy anh đã bảo rồi mọi chuyện nó đều phát sinh từ cái ý thức lạc hậu thế kia bảo làm sao nghe cái giọng hách dịch của tài linh không khỏi khó chịu sự khinh bỉ cái thằng công tử bột này lại tăng thêm mấy phần giới thiệu với bà con một chút Ê, đây là bản họ vừ bản lớn nhất khu vực này đấy cũng là nơi mà chúng tôi đặt trạm y tế đấy ông a bình lên tiếng giới thiệu lúc này dân ở trong bản thấy có cán bộ y tế ở dưới xuôi lên thì mừng lắm mọi người ai nấy đều hớn hở nhìn vào mắt họ nam và linh cảm giác được sự kỳ vọng có lẽ những chuyện đang xảy ra ở khu rừng núi này thật sự làm cho người ta sợ hãi sau một hồi chào hỏi bà con cả đoàn được ông a bình đưa về trạm y tế nghỉ ngơi tại đây ông bình đem toàn bộ tình hình dịch bệnh xảy ra thời gian qua kể lại rõ đầu đuôi dịch bệnh lần này là bùng phát từ, từ nhà bản họ lù theo chúng tôi tìm hiểu thì là do cái cơn lũ ống kéo qua châu bò chết xác động vật phân hủy ảnh hưởng đến nguồn nước và không khí cách đây một tuần trưởng bản họ lù sai người băng rừng đến báo ở bản có người chết chúng tôi mới kiểm tra thì phát hiện người chết có nhiều biểu hiện bất thường trên thân da thịt bị thối giữa nhiều chỗ Nghi là do bệnh lạ cho nên báo lên trên. Cũng may là mọi người đến, chứ không thì mấy bản quanh đây ăn không ngon, ngủ không yên với dịch bệnh. À. Ông A Bình một hơi nói ra tình hình. Nghe đến đây đoàn người cũng lo lắng lắm. Loại bệnh có thể làm cho da thịt con người thối giữa nhanh như vậy, khiến cho họ liên tưởng đến một căn bệnh xuất hiện ở các nước Tây Á và một căn bệnh khác chính là viêm mô hoại tử ấy thế nhưng hai căn bệnh này dù nguy hiểm nhưng tốc độ phát bệnh cùng với dẫn đến tử vong không thể nào nhanh như dịch bệnh hiện tại sau một hồi trầm tư cô tư lên tiếng bác a bình này thế hiện tại tâm dịch nằm ở bản lưu phóng nếu được thì phiền bác đưa chúng tôi qua đó một chuyến chúng tôi muốn lấy mẫu để làm xét nghiệm sàng lọc mầm bệnh được không ông a bình vốn dĩ cũng là một cán bộ y tế Tuy không được đào tạo chuyên sâu như những người ở trong đoàn. Nhưng khi nghe cô Liên nói như vậy cũng hiểu ra ngay vấn đề. Dường như có điều gì khiến ông khó xử. Ông A Bình lần nữa mãi không đáp. Cô Liên đỡ lời. Bác có chuyện gấp cần làm. Không tiện chúng tôi đi sao đưa chúng tôi đi sao? À, đúng là một lát nữa tôi có chút việc đột xuất. Ở bên bản nhà họ Hoàng hay là thế này đi, à, tôi điều uh, một y tá ở trong trạm đưa anh chị em đi. Cậu ấy cũng như tôi là người dân bản địa, cho nên dẫn đường, phiên dịch cho anh chị em. Hả? Dù sao thì uh, anh chị em ở dưới xuôi lên cũng không hiểu được tiếng người Mông chúng tôi. Nghe ông A Bình nói như vậy, cô Liên cũng đồng ý ngay. Dù sao cũng chỉ cần đến được tâm dịch, tiến hành xử lý dịch bệnh thì ai dẫn đi mà chả được. Thấy cô Liên đồng ý ông bình xin phép ra ngoài một chút một lát sau mới quay lại đằng sau còn dẫn theo hai người một nam một nữ vừa vào tới nơi ông đã giới thiệu Ê, giới thiệu với anh chị em đây là hoàng sử hoàng tính là hai anh em ruột cũng là y tá của trạm đấy chào mọi người tôi rất vui khi được gặp mọi người tại đây người thanh niên tên là hoàng sử lên tiếng linh liếc qua tài này anh có thấy văn hóa lạc hậu nào sinh ra được một người lịch sự như vậy không anh xem lại cái cách suy nghĩ của anh đi tài chống chế ôi sao chắc là thằng này xuống thành phố học bắt chước cách nói chuyện thôi em cứ xem linh biết không thể thông não cho cái thằng công tử bột này liền đáp thôi đi sau khi mọi người làm quen với nhau ông bình xin phép đi trước trước khi đi ông còn không quên giao nhiệm vụ cho sử và tính mọi người đi đường xa nghỉ ngơi một chút trí tuệ minh mẫn mới có thể làm tốt công việc được cô gái tên là tính mỉm cười nhìn mọi người nét đẹp thuần khiết của người con gái mông khiến cho trái tim kẻ háo sắc như sinh như tân muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ê, ê không không có cần đâu bọn anh khỏe lắm hay là đi luôn đi cứu người mới quan trọng chứ thằng sinh giở giọng trợ nghĩa khí khái nói tính mỉm cười đáp em biết các anh là thanh niên khỏe mạnh nhưng trong đoàn cũng có phụ nữ Đường rừng khó đi Tốt nhất là nghỉ ngơi đã Thấy tính kiên quyết Sinh cũng ngậm mồm không thể hiện Trưa ngày hôm đó Cả đoàn được dân bản vừ Thiết đãi thịt thú rừng nồng hậu Thế nhưng vì đi đường mệt mỏi Ai cũng ăn rất ít Cho đến khi buổi chiều Ánh nắng cũng đã bớt oi ả à. Sử và tính cùng dẫn đầu đoàn người Tiến về bản lù Ở trên đường đi Sinh và Tân luôn miệng hỏi han tính vốn hiền lành nào biết ý đồ của hai gã bất kể câu hỏi nào cũng đáp đều rất cặn kẽ tính này à, tính cho anh hỏi là tên bản ở vùng này là phải dựa theo họ của những người trong bản mà đặt phải không hồi sáng anh thấy chú bình nói cái gì mà bản họ lù anh không hiểu lắm tính giải thích cho anh thằng sinh bám đít em tính mà hỏi tính cười đáp anh sinh nói đúng ở đây những người sống cùng một họ quay quần với nhau Tuy không có cùng tổ Nhưng mọi người xem như là ruột thịt Dần dà hình thành lên các bản Lấy tên của họ để đặt tên bản Ví dụ như em họ Hoàng Nhà em ở bản Hoàng Phó trạm trưởng Giang Á Bình Thì ở bản Giang Ờ thì ra là thế À mà anh nghe nói người mông có tục bắt vợ phải không Sau khi nghe tính giải thích Sinh ử hử Cái đó đưa ánh mắt dâm dật nhìn tính Tính bị câu hỏi của Sinh Làm cho có chút thẹn thùng Cô Lý Nhí đáp Dạ đúng, đúng là có tục lệ đó Nhưng mà em lớn lên thì em xuống phố học rồi Từ nhỏ đến giờ em chưa trải qua cái này bao giờ Em em không có rõ À thế thì tốt rồi Thế đợi xong đợt dịch này Tính cho anh bắt tính về làm vợ nhá <laughs> Nha Thằng Tân đi một bên nghe tính nói vậy Thì đẩy thằng Sinh một cái Hai thằng cứ như thế giành nhau Khiến cho em tính thẹn đỏ cả mặt cho đến lúc cô Liên lên tiếng Cả hai mới chịu im lặng A à, Sử nãy giờ dẫn đường đi trước Im lặng không nói Nam thấy lạ tiến lên hỏi Han Này anh có tâm sự gì sao Sử liếc mắt nhìn Nam Tôi đang lo cho dân bản lù Dịch bệnh bùng phát rất nhanh Các trường bản Không cho dân bản lù ra khỏi bản Tôi sợ Nam hiểu tâm tư của Sử Hắn vỗ vỗ vai an ủi các trường bạt làm như vậy Cũng là để khống chế dịch bệnh đấy Điều đó có lẽ anh cũng hiểu Hiện tại chúng tôi cũng đã tới đây rồi Mong rằng có thể giúp được bản lũ Sử gật đầu Xài bước đi tiếp Sau 2 km đường rừng Cả đoàn đã đến khu vực định cư của bản lù Nhìn từ xa Khung cảnh bản lù đều hưu vắng vẻ Khiến cho cả đoàn người không khỏi mùi lòng Xung quanh bản được dựng lên một hàng rào ở phía bên ngoài có rất nhiều người canh gác thấy đoàn người đến gần một thanh niên lực lưỡng tiến ra hỏi sử những người này là ai họ là cán bộ y tế ở dưới xuôi lên giúp dân bản mày đấy sử hướng người thanh niên kia đáp Kia đó quay lại với đoàn người đây là sùng a hổ là con trai của trưởng trạm sùng a báo các trường bản lập ra nhóm để bảo vệ cách ly bản lù cậu là người chịu trách nhiệm ở đây mọi người nghe đến đây thì hiểu ra linh lại liếc sang tài một cái ý nói hắn mở to mắt mà xem cái thứ hắn coi là lạc hậu đang làm tốt cái công việc phòng dịch như thế nào được rồi thế anh chị em đi vào xem cô liên lên tiếng a hổ cũng hiểu chuyện mở cửa rào chắn cho tất cả mọi người đi vào sâu bản thân mình cũng bước đi theo xoay người đóng cửa lại như là sợ có người bỏ trốn cả đoàn mặc quần áo bảo hộ tiến vào trong bàn từ xa đã cảm giác mùi tử khí bốc lên sọc vào mũi cảnh tượng trong đây tiêu điều tang thương vô cùng Xem ra lại có người chết rồi. Sử vừa dứt lời, những bóng người lúp ló ở những khe cửa xuất hiện, trên mặt của ai nấy đều tiều tụy. Ấy thế nhưng ánh mắt của họ lại làm cho Nam và Linh có chút lo lắng. "Sử à, đây là cán bộ y tế ở dưới xuôi đây à?" Một người đàn ông độ 50 tuổi, nói tiếng Mông hỏi Sử. Sử gật đầu dùng tiếng Mông đáp, "Vâng." Họ tới để giúp bản lù Bác Chỉn Đa có thể yên tâm rồi à Nghe sự nói như vậy Ánh mắt người đàn ông tên là Chỉn Đa Cũng toát lên sự vui mừng Vội tiến lại Dùng tiếng kinh lơ lớ chào hỏi May quá Các cán bộ y tế tới rồi Bản tôi xem như được cứu rồi Cô Liên cũng gật đầu chào hỏi Bác chắc là trường bản Bác yên tâm Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bạn Chỉ mong bác và bà con là hợp tác cho Cứ như vậy thì mới mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh Ông chỉ đa gật đầu Nước mắt vui mừng đã rơi xuống Ông nhanh chóng mời mọi người Đi một vòng quanh bản Trên đường đi Ông chỉ đa đem mọi chuyện kể ra Từ người đầu tiên chết như nào Cho đến khi dịch bệnh bùng phát ra làm sao Càng nghe Đoàn người lại càng cảm thấy lo lắng Tốc độ lây lan của cùng với những sự việc quái dị Qua lời kể của ông Chỉn Đa, khiến cho đoàn người không khỏi mơ hồ về cái thứ gọi là dịch bệnh này. Bác nói sao? Người bị thối nát, cả khuôn mặt mà không chết á? Cô Liên có chút sợ hãi khi nghe ông kể. Ông chỉ đa quả quyết. Đúng rồi đấy cô. Biểu hiện đầu tiên của người mắc bệnh là ngứa ngáy trong người. Ngứa đến nỗi mà họ tự tay cào rách ra thịt của mình à. Thần trí của những người đó điên điên dài dài cứ như vậy từ khi phát bệnh đến khi xuất hiện lở loét thôi dưa chỉ có hai ngày à. thế nhưng tình trạng đó kéo dài bốn ngày tiếp theo người bệnh mới chết à bản tôi hơn trăm nhân khẩu hơn trăm người chết gần một nửa hiện tại mỗi nhà đều phải tự cách ly nhau tránh lây lan dịch bệnh đây cô xem cả đoạn đường có ai đi lại đâu nghe ông chỉ đa nói đến đây Nam khẽ nhíu mày Trong đầu của hắn suy nghĩ Quá trình diễn biến bệnh có phần kỳ quái Có lẽ những người dân ở bản Không phải chỉ vì dịch bệnh mà không dám ra ngoài Hắn đoán còn có lý do nào đó Cả đoàn theo chân của trưởng bản Lù Chỉn Đa Đi một vòng quanh bản Thu thập một số mẫu vật phục vụ xét nghiệm Đến một ngôi nhà vách đất đơn sơ Trưởng bản nói Ê đây là A Hùng là sa man của bạn lù à vợ lão cũng mới chết vì dịch bệnh cơ mà A hùng cố chấp không cho dân bản mang xác đi chôn hiện tại cái xác vẫn còn ở trong nhà mà kể cũng là kể từ ngày vợ sa man hùng chết cũng chưa phát hiện thêm người nào bị dính dịch bệnh có mấy lần tôi với mấy người trong bản đến hỏi nhưng mà sa man không tiếp còn dọa nạt đuổi đi à. điều này không tốt chút nào Lưu lại cái xác Thì khác gì là muốn nhân giống dịch bệnh đâu Bà Liên cũng lo lắng Ông chỉ đa lại đáp Chúng tôi cũng cố vận động Nhưng mà hùng này cố chấp Ý vào sức khỏe tài phép Chúng tôi chịu Không thể để như thế được Cô Liên cũng có chút khó chịu Tiến lên gõ mạnh vào cánh cửa gỗ Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Ấy thế nhưng trong căn nhà Vẫn không hề có động tĩnh Ông chỉ đa thế vậy Thì lớn giọng dùng tiếng bản địa Gọi vào bên trong A à Hùng à A à Hùng à Là tao à Là chỉ đa Cột đi Không cho phép ai đụng vào người vợ tao Cứ cố vào Thì đừng có trách cây nỏ Trách cái mũi giáo của A à Hùng Ở trong nhà Một âm thanh khàn khàn vang lên Ông chỉ đa hướng mắt ái ngại nhìn về mọi người A à Sử biết ông ta khó xử cho nên mới nói Samana Hùng Cháu là A Sử Còn nhớ không Mày là con của Saman bạn họ Hoàng Ngày trước tao đi rừng Bị rắn độc cắn Mày cứu tao một mạng Vì thế Tao không cho mày vào đâu Mày về đi Dường như nhận ra Sử Người đàn ông được gọi là Saman A Hùng Ngồi bên trong Nói vọng ra Tuy nhiên giọng cũng dịu đi một chút Nam và Linh nghe vậy Cũng nhíu mày họ nhận ra trong lời nói của vị sa man a hùng này có ẩn ý cả hai liếc nhìn nhau ra dấu bất ngờ nam lao vào dùng sức đạp tung cánh cửa gỗ bọn sử tính a hổ và trưởng bản trình đa thấy vậy thì tái xanh cả mặt họ là dân bản xứ họ biết rõ sa man là những người tạo ra mối liên kết giữa thần linh và con người là người luyện bùa phép nhà của họ người bình thường không thể tùy tiện tiến vào ấy thế mà Nam lại ra tay quá bất ngờ Khiến cho mấy người có muốn ngăn cũng không kịp Cánh cửa bị Nam đạp tung Mùi hôi thối của tử thi sọc thẳng vào mũi Tuy ai nấy đều đeo khẩu trang mấy lớp Thế nhưng mùi hôi thối vẫn nặng lắm Mày giảm Sa man A à Hùng nhìn thấy Nam nhảy vào Thì cả giận mắng Ánh mắt tức giận nhìn chừng chừng Nhưng vẫn ở bên cạnh xác của vợ Không có tiến ra Bây giờ bọn người cô Liên và đám ông chỉ đa cũng bước vào bên trong Ê Thôi thế Tài bịt mũi kêu lên Trước mắt mọi người lúc này Ở giữa nhà Một cỗ thi thể được đặt gọn gàng Trong một cái manh chiếu to Mùi hôi thối nồng nặc không ngừng tỏa ra Ở bên cạnh thi thể Một người đàn ông mặt mày hốc hắc Đang dùng khăn lau rửa đi Những mảng thịt thối giữa trên thi thể Ánh mắt chốc chốc Lại nhìn về phía mọi người như là con thú đang đe dọa, không cho bọn họ tới gần. Cô thì, cô hết đi. Đây không phải là việc mà chúng mày có thể can thiệp vào. Cô hết đi. Để em dẫn bạn đi hết đi. Saman a hùng gay gắt, nói như hét lên vậy. Tính đứng ở một bên, dịch lại cho bọn nam, linh và cô lên nghe. Cô lên nghe xong thì nhờ tính nói lại với saman. Saman a hùng đây là những bác sĩ ở dưới xuôi lên giúp dân bản họ nói thi thể thối nát phải được xử lý nếu như sa man thương vợ thì không nên để bà ấy chết rồi mà còn phải chịu khổ như thế tính vừa dứt lời ánh mắt đỏ đục ngầu của sa man liếc sang làm cho cô sợ ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám bác sĩ dùng tiếng kinh lơ lớ chúng mày không biết chuyện gì thì đừng nhúng tay vào đây không phải là thứ mà khoa học của người kinh có thể xử lý được Cút ngay Cút hè đi Tao không giữ được nó lâu hơn nữa Đi đi Samana Hùng dường như hét lên giận dữ Như là mất lý trí Ô, Ông 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 không thích chúng ta ở đây Thì thì, thì chúng ta đi Kệ ông đi Tài bị bộ dáng dữ tận của Saman Dọa sợ lắp bắp Cô Liên đang định lên tiếng Trách mắng Thì Nam chen ngang Tài nói đúng đấy Linh em đưa mọi người ra ngoài đi Đoạn liếc mắt đầy ý nghĩa với Linh Như hiểu ý của Nam Linh gật đầu thúc giục tất cả mọi người ra ngoài Cho đến khi trong nhà chỉ còn lại Nam Ông trưởng bản Chỉnh Đa Sử và Sùng Á Hổ Chương 4 Vén màn dịch bệnh này này ông, ông ông bị làm sao thế chú có cách gì hay sao ông chỉ đa lắp bắp ông bị tà khí nhập thể dẫn đến kích động trước mắt phải không chế ông ấy rồi tính không không sa man thấy nam và a hổ từ từ tiến đến thì biết họ định làm gì trong cơn tức giận sa man cầm lên một cây gậy gỗ được chạm khắc hoa văn ngoằn ngoèo chỉ về hai người mà quát Tao nói rồi Việc này không phải đám thanh niên chúng mày làm được à Cút ngay Dứt lời Khuôn mặt của Sa Man có chút vặn vẹo quái dị Từng khối u nhọt xuất hiện Điều ghê giận ở đây Là những u nhọt này lại di chuyển Cứ ở dưới lớp da sần sùi của ông ta bỏ qua bỏ lại Lộm ngà lổm ngộm Là là độc trùng Nhìn thấy sự quái dị Của Sa Man Nam run rẩy Sa man nghe nói thế thì ngẩn ra Đôi mắt mờ đục của ông ấy thoáng hiện lên tinh quang Cây đó gật đầu Gậy gỗ cũng từ từ buông xuống Nam nhíu mày quan sát thi thể Đang nằm bên cạnh sa man Từng mảng thịt rối thối giữa Đang rung lên nhẹ nhẹ Hắn nhìn vào cái khăn lông trên tay của A Hùng Chỉ thấy trên khăn Có dịch thể màu đỏ Nhìn qua tưởng như là nhờ nhờ máu cá ấy thế nhưng mỗi một lần sa man chạm vào cái khăn thì vùng thịt thối đang rung rung mảng thịt đỏ đó Lại lép ba lép bép Kế đó Ở dưới lớp thịt lát Chảy ra một dòng chất lị dịch màu xanh Tanh tuổi vô cùng Đến bây giờ thì Nam hiểu ra Tâm ý của Sa Man Thời gian qua ông đang cố gắng áp chế Cái thứ mà dân bản lù Gọi là dịch bệnh Không được rồi Phải mau chóng trừ khử độc trùng trong cơ thể của bác Nam lo lắng tiến lên định giúp Sa Man kiểm tra một chút. Như ống giơ tay lại. Không kịp nữa. Mạng già của tao chỉ giữ được trong ngày mai. Tao chắc chắn phải chết à. Bác sĩ. Si, tao biết. Mày cũng như tao. Là người luyện pháp. Nhưng thế lực tăm tối ẩn nấp trong rừng già. Đang trôi dày. Sức mày không ngăn cản được. Màu đem mọi người giỏi đi à nếu không thì tất cả phải chết à ba người a sử a hổ và chìm đa nghe thấy sa man nói như vậy thì giật mình nhìn nam thế nam không phủ nhận thân phận pháp sư của mình mà chỉ cau mày như đang suy nghĩ điều gì một lát sau nam lên tiếng nếu như bác đã biết nguồn gốc của đám độc trùng tại sao bác không ngăn chặn từ đầu không lẽ đến cả người am hiểu như bác Cũng không làm gì được chúng Sa man lắc đầu Sức tao không đô Dù biết cũng không làm được gì Mày có cảm thấy tử khí Và oan khí ở trong làng không Đó đều là khí tức của thế lực tầm thôi Bây lâu nay ngủ say trong rừng già Phóng già Bọn chúng nó no, Muốn tuyệt diệt người mong Nam nghe đến đây thì gật đầu Trong một cuốn từ điển Nam đã từng đọc qua lịch sử của người Mông Theo sử sách của người Mông Hay còn gọi là người Miêu Chia thành hai loại Là giống người đã thuần và giống người hoang Có thể hiểu là giống người thuần Là những người sống hòa đồng với các dân tộc khác Cùng với nền văn minh khác Còn người hoang là những kẻ tàn ác Sống theo nối lối nguyên thủy Vượt qua sự khống chế của chính quyền Nam lúc đó chỉ ngỡ Thế giới văn minh đã lan tỏa đến ngóc ngách của rừng già Vậy mà không nghĩ đến ở đâu đó nơi đại ngàn vẫn còn những người miêu hoang đem như theo những tín niệm cổ xưa âm thầm nuôi những hy vọng phục khỏi dòng tộc nói như vậy thế lực tà ác mà bác nói là những người thuộc tộc miêu hoang sa man nghe như vậy thì gật đầu ánh mắt mở đục của ông quét qua trên người của nam dùng chút sức tàn mà thều thào dường như là sợ mình không còn đủ sức ông nói tiếng bản địa để có thể nói nhanh hơn nam nghe không hiểu nhưng nhìn qua sắc mặt của sa man nam biết là ông đặt kỳ vọng ở mình rất nhiều không dám chậm trễ nam tiến lên đem sa man a hùng đỡ dậy kế đó dùng hai lá bùa màu vàng quấn ở hai bên cổ tay cố định lại mệnh môn của ông từ trong túi lấy ra cuộn kim châm cứu tuy là bác sĩ khoa nội thế nhưng về đông y châm cứu bấm huyệt nam vẫn có nghiên cứu Vốn dĩ lại học pháp Cho nên tinh thông huyệt vị trên thân cân thân thể con người Rất nhanh Tấm áo cũ kỹ của Sa Man bị kéo xuống Từng mũi kim hướng lên các huyệt vị trên thân của ông ta Không ngừng mà điểm Âm thanh rên rỉ đau đớn của Sa Man vang lên Kế đó Ông ngất đi Bọn A Sử, A Hổ và ông Chỉn Đa đứng một bên ngây ngốc nhìn Lúc này mới dám tiến lại Đỡ lấy thân thể của Sa Man Cả ba không nghĩ tới Vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt Cũng là người luyện phép Đối với Nam Sự kính nể của họ lại tăng thêm Một vài phần Ở bên ngoài kia Trời cũng đã bắt đầu sầm sầm tối Sau một hồi lâu Ở trên người của Sa Man đã cắm xuống rất nhiều châm nhọn Từ đó máu đen bắt đầu chảy ra Những u nhọt đang chạy qua chạy lại dưới làn da của ông ta Mới từ từ thu nhỏ rồi biến mất Toàn thân của Sa Man thoải mái hơn rất nhiều Nam gọi A Hổ đem nước vào một cái khăn đến Mỗi một lần rút châm Nam cẩn thận dùng khăn che chắn trước mặt Tránh cho máu bị bắn vào người Một lát sau Tất cả kim châm được rút ra Toàn thân của Sa Man lúc này bị một thứ máu đen hôi thối phủ kín. Ê sao rồi? Chú cứu được lão không? Ông chỉ đa sắc mặt vốn tím, nhìn sắc mặt tím đen của Sa Man hiện tại đã dần dần chuyển sang có khí sắc, thì lo lắng hỏi. Nam lắc đầu thở dài. Tôi chỉ tạm thời giữ được độc tố của độc trùng nhả ra trong thân thể của ông. Ấy. Còn đám độc trùng nó vẫn chui giúp ở đó tôi cũng không thể nào giải trừ được hết ông Chỉn đa nghe nam nói như vậy thì thở dài ảo não đến hiện tại ông đã hiểu vì sao những ngày qua sa man không ra khỏi nhà lại một mực giữ xác của vợ mình không cho ai đụng tới có lẽ sa man biết chuyện gì đang xảy ra muốn dùng bùa phép của mình để khống chế đám độc trùng vợ của ông có lẽ vì muốn giúp chồng cho nên mới chết thê thảm như vậy trong lúc cả mấy người còn đang lo lắng Suy nghĩ Thì thi thể của bỗng vợ Sa Man Bỗng nhiên có dị động Có lẽ do Sa Man ngất đi Pháp thuật của ông ta thi triển bị gián đoạn Đám độc trùng ở trên thi thể của vợ ông ta Mất đi sự khống chế Muốn thoát ra ngoài Những tiếng lục bụp phát ra Khiến cho mấy người ở đó Nghe đến giận cả da gà Kế đó Từng con độc trùng Trông như là con tầm Ngóc đầu trôi ra Nam rất nhanh chấn định lại Đem toàn bộ pháp dược trộn lẫn với vôi sống Bột ớt hùng hoàng Rắc lên trên thi thể Đám độc trùng vừa bò ra Bị pháp dược đánh trúng Từng con co quắp lăn lộn Chẳng mấy chốc đã bị pháp dược ăn mòn Hóa thành từng bãi dịch nhảy sền sệt <laughs> cái, cái, cái chuyện này Cái chuyện này là Trường bản chỉ đa lắp bắp Nam nhíu mày Đám độc trùng này thích máu thịt và sinh khí của con người Một khi cá thể bị chúng ký sinh chết máu thịt thối rữa thì tự nhiên chúng nó sẽ thoát ra đi tìm ký sinh mới a sử nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng thế nhưng những lời nói của sử lại đúng vào suy nghĩ hiện tại của nam tôi thắc mắc một điều nếu như sa man biết việc này tại sao không trực tiếp nói với mọi người mà phải giữ bí mật như vậy hay là ông sợ điều gì nam còn chưa kịp đáp thì a hổ đã nói mặc kệ lý do là gì trước hết thì phải đem thi thể của vợ sa man xử lý thôi không thể để bá chết rồi mà thân xác vẫn phải chịu khổ như vậy ông chỉ đa cũng gật đầu đồng ý bởi quan niệm tâm linh của người mông rất sâu sắc vấn đề hồn và xác đối với người đã chết việc xử lý thi thể rất quan trọng đa phần bọn họ đều là thổ táng thi thể để hồn phách có nơi quanh quẩn phù hộ cho bản làng ấy thế nhưng ông chỉ đa cùng a hổ không biết Hồn phách của vợ Sa Man đã sớm bị bầy độc trùng kia cắn nát, hồn phi phách tán từ lâu. Chương 5: Thi trùng. Sau một hồi bàn bạc, bốn người nói xong, mỗi người một tay, phụ nhau đem thi thể của vợ Sa Man gói lại cẩn thận trong một manh chiếu. Nam đem pháp dược giải thêm một lần, khử đi uế khí và thi khí ở trên thi thể của bà ta. Nếu như để uế khí và thi khí tích tụ lâu ngày, người bình thường hít phải rất không tốt Thậm chí có thể biến thành nhân thi Là hình thái đầu tiên của cương thi Xong xuôi Bốn người mỗi người một góc Nâng cái chiếu ở bên trong có thi thể lên Tiến ra ngoài Trong sự kinh hãi của đám bà Liên Tính, Tài và hai tên đàn em của hắn Này Chuyện 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 gì xảy ra trong đó đó Này cậu giết người đấy à Nãy tôi còn nghe thấy tiếng kêu Thằng Tài lắp bắp Sự ác cảm của nó đối với Nam khiến cho những lời gán tội vừa rồi tự động thốt ra linh lườm tài một cái này anh không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn sao tài bị linh mắng thì im thiên thít với bất kỳ ai hắn đều hống hách ngoại trừ linh người đàn ông kia đâu không phải là cũng chết rồi chứ bà liên không thấy sa man bước ra thì nhíu mày nhìn nam nam lắc đầu ông hiện tại đang hôn mê cháu đã xem qua không nguy hiểm đến tính mạng mọi người cũng không cần vào đâu cứ để ông nghỉ ngơi một chút à phải rồi nếu như thu thập xong những thứ cần thiết cô liên và mọi người cứ về bàn vừ tiến hành xét nghiệm một chút đi xem có tìm ra được căn nguyên của dịch bệnh không cháu với linh ở đây kiểm tra thêm thuận tiện cũng hướng dẫn bà con nhân dân cách bảo vệ vệ sinh ở đây phòng chống dịch bệnh lây lan bà liên nghe nam nói như vậy cũng gật đầu sau đó quay sang về phía tài bà còn chưa kịp lên tiếng tài đã cắt ngang Ê, ê, cháu cháu cũng ở lại Cháu thanh niên sức dài vai rộng Cháu muốn giúp dân bản Sinh và Tân thấy đại ca ở lại Cũng nặng nặc đòi theo Cuối cùng bà lên đành nhượng bộ Dù sao thế lực Của ba tên công tử bột kia Cũng không phải là dạng dễ động vào Thôi được rồi Thế các cô các cậu trẻ tuổi Thì cố mà đem sức giúp đời đấy Tôi mang mẫu vật về xét nghiệm Nếu dụng cụ mang không đủ Khả năng tôi phải về dưới bệnh viện để tiến hành sàng lọc kỹ hơn đấy. Tôi giao trọng trách dẫn đoàn cho ông Nam. Cháu phải để ý quán xuyến mọi thứ nghe chưa? Cô Liên nói đoạn, liếc mắt nhìn ba thằng bọn thằng Tài. Kế đó thở dài, rồi đi theo A Tính, trở về bàn vừ. Này, hiện tại bọn mình đi đâu ấy? Tài hỏi. Đi xem xét khu chôn người mắc bệnh một chút. Nếu như không ổn, thì xử lý, tránh lầm dịch bệnh lây lan. Nam đáp. này 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 đừng tưởng cô liên giao giao cho 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 cậu làm trưởng đoàn tạm thời mà nói ngang như cua thế chứ cô liên vừa khuất bóng bản tính kêu căng của bọn công tử bột bắt đầu lộ ra trước giờ chúng nó luôn như vậy thế nam và linh thân nhau cho là nam đã tiếp cận linh cho nên lâu nay vẫn khó chịu ra mặt nam biết nhưng cũng kệ nam là người có cả tâm lẫn tầm về phần y thuật y đức nếu như nam là sao sáng thì đám công tử bột này chỉ là bảy đom đóm trong đêm này các anh mới là người cần chú ý lời nói đó nếu cảm thấy khó chịu các anh có thể về đừng có làm vướng chân vướng tay chúng tôi linh bị những lời nói hách dịch của sinh làm cho nổi giận cô lừ mắt nhìn ba thằng thấy tình hình có chút căng thẳng tài hắng giọng ra ý cho sinh im miệng cái đó cười hề hề <laughs> linh linh đừng chấp nhận nhá anh anh cũng chỉ vì là lo cho Linh là phận gái Giữa cái rừng thiêng nước độc cho nên mới xin ở lại thôi Ê, Mong Linh hiểu cho lòng anh <laughs> Thôi đi, buồn nôn Linh liếc tài một cái Sau đó kéo tay Nam Đi theo ba người bọn A Sử A Hổ và ông Chỉn Đa Tài khó chịu Khi thấy Linh khoát tay Nam thân thiết thương nhưng vẫn bấm bụng để đó Hắn bắt đầu lên một kế hoạch Ở trong đầu Tài muốn cho Nam một bài học nhớ đời khiến cho Nam phải ngoan ngoãn, tránh xa khỏi linh của mình. Đoàn người đi bộ độ 20 phút ở trong rừng, đến một khu đất trống trải. Vừa tới nơi, Nam đi xung quanh khu đất một vòng để quan sát. Một hồi mới lên tiếng, tất cả những người chết là đều được chôn cất tại đây sao ông trưởng bàn. Ông chỉ đang nghe Nam hỏi vậy, thì gật đầu xác nhận, rồi nói, Ê, đúng như vậy, hai mươi gò đất mới đắp kia đều là người chết vì dịch bệnh chúng tao sợ dịch bùng phát cho nên để những thi thể đó ra tận đây để chôn vậy huyệt mộ đào sâu bao nhiêu tao có hỏi qua sa man ông nói phải đào sâu ba mét tao làm theo mộ nào cũng thế à nghe ông chỉ đa nói nam gật đầu trong lòng suy nghĩ có lẽ từ đầu sa man cũng đã nhận ra chuyện gì đang tới nếu không ông ta cũng không có căn dặn ông chỉ đa đào sâu chôn chặt đến như vậy chỉ có điều vì vậy mà mối nghi hoặc về việc sa man giấu chuyện này càng làm cho nam tò mò thôi được rồi mọi người tiến hành chôn cất thi thể trời bây giờ cũng sắp tối rồi a hổ và a sử nghe thế vậy liền bắt đầu đào huyệt nhưng vì khu đất này tơi xốp hai người cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành trước khi đem thi thể bỏ xuống nam lấy từ trong ba lô ra một cái túi gạo nếp nhỏ giải đều xuống đáy hố cái đó là vôi bột tài đứng một bên cởi khảy này cậu sợ lên đây chết đói sao mà mang theo cả gạo nếp thế nam không đáp chỉ tiếp tục hoàn thành công việc của mình sau khi gạo và vôi được giải đều thi thể của vợ sa man được đặt xuống bởi vì không có quan tài ngay khi thi thể chạm vào vôi và gạo ở bên dưới bốc lên những tiếng xèo xèo thậm chí còn có cả khói xanh. Tất cả mọi người giật mình, trụm đầu và quan sát. Linh ghé tai Nam, nói nhỏ. Này, không lẽ mới có mấy ngày mà đã thi biến? Nam lúc này cũng hoang mang lắm. Đáng lý ra là người mới chết. Mặc dù nhiễm âm khí, cùng với thi khí thì cũng không thể nào thi biến nhanh như vậy. Sau một hồi co mày suy nghĩ, Nam ả à lên một tiếng rồi đáp. Chuyện này có lẽ liên quan đến đám độc trùng đó. Có lẽ chúng không phải là độc trùng bình thường mà là thi trùng cái gì thi trùng linh tròn mắt cô cũng là pháp sư cho nên cũng rất hiểu cái thứ gọi là thi trùng chúng chính là những động vật ký sinh trên thân thể của những người đã chết lâu năm thi biến quá trình sinh trưởng cũng bị nhiễm thi khí dần dần hóa thành thi trùng loại thi trùng này cũng giống như là cương thi trường sinh bất tử mỗi khi chui vào trong cơ thể con người cũng sẽ bắn ra thi khí cắn nuốt hồn phách và huyết nhục của người đó biến họ trở thành nhân thi là một hình thái cương thi sơ cấp trước mắt xử lý tốt việc này đã đợi một lát nữa tôi về hỏi sa man ông là người đại diện cho tâm linh của bản lù chắc chắn sẽ biết rốt cuộc lai lịch của thi trùng này như thế nào nam dứt lời liền cùng hai người a sử và a hổ lấp lại mộ huyệt xong xuôi tất cả trời đã tối rừng già về đêm lạnh lẽo bọn công tử bột kia sợ hãi, thằng tân lắp bắp, ê, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ, ê, sao lại có mùi ngai ngái nhỉ? thằng tài cố hít hít mấy hơi, chừng mắt, mũi mày bị làm sao đấy? tao tao không ngửi mùi gì đâu? ơ ừ, thì làm gì có mùi gì, mau về dưới sau này về dưới xuôi, qua tai mũi họng mà khám đi, không khéo mày bị xoang rồi đấy, đi đâu cũng ngửi thấy mùi lạ tân bị hai thằng bạn cào nhào thì bực lắm rõ ràng là hắn ngửi thấy mùi lạ thật đang lúc tân suy nghĩ miên man thì ông chỉ đa lên tiếng mời mọi người về bàn dù sao công việc ở đây cũng xong nghe như vậy tân vui lắm bụng đang kêu réo nãy giờ nghĩ tới những món ăn của rừng tân không khỏi chảy nước miếng cả đoàn tám người kéo nhau trở về bỏ lại sau lưng những nấm mồ thực chất cũng không còn nguyên vẹn giữa mảnh rừng già đại ngàn tiếng da thịt bị xé toạc vang lên không ngớt ở trong đêm tối có một bóng người đang xé hì hục xé nát da thịt thối giữa của những thi thể vốn đã phải nằm sâu dưới lòng đất từng con thi trùng rơi xuống một cỗ quan tài làm bằng đá những tiếng lép bép vang lên không ngớt dịch nhầy từ thân thể của thi trùng tràn ra thấm vào một bộ xương to ở bên dưới sâu trong quan tài từ trong lồng ngực của bộ xương lớp dịch nhề màu đen dần dần đan sen lại thành một khối tất cả dường như đi ngược lại mọi nguyên lý khoa học cái khối đen ấy đang không ngừng lan rộng từ từ phủ kín những khúc xương trắng tổ tiên cuối cùng ngày ấy cũng sắp tới ngày mà miêu hoang chúng ta quật khởi <laughs> người mau thức tỉnh thôi à giọng nói ma mị mang theo một niềm tin bất diệt ánh mắt của kẻ nọ sáng lên màu xanh đầy dã tâm quỷ quyệt chương sáu tà vật thần bí không biết là do cơ duyên hay những chuyện đang diễn ra có liên quan đến nhau mà lân và thanh cũng có mặt ở vùng núi này mấy ngày qua họ bôn ba lần theo một luồng quỷ khí vô cùng mạnh mẽ cứ mỗi một lần tưởng chừng như sắp bắt kịp quỷ khí đó thì nó lại biến mất như là con quỷ kia đang cố tình trêu ngươi hai người bọn họ sau một ngày liên tục lần theo dấu vết của quỷ khí lưu lại Thanh và Lân dừng chân bên một khe suối Vục mặt xuống dòng nước Thanh cảm giác mát lạnh Tỉnh táo hơn rất nhiều Bấy giờ mới lên tiếng Này Cậu thấy chuyện này có gì đó không đúng không Không thể cứ mỗi một lần bắt kịp Kẻ đó lại biến mất Dường như là hắn Hắn có thể khống chế quỷ khí Làm cho chúng ta không nhận ra Lân nghe Thanh nói cũng gật đầu Kẻ đang đuổi bỡn chúng ta chắc chắn là kẻ có tu vi thâm sâu Phàm là quỷ yêu đều có khả năng che đậy khí tức. Nhưng cấp bậc cao, tu vi mạnh mới có thể trước mặt chúng ta lẩn trốn nhanh như vậy. Có một chuyện tôi luôn cảm thấy nghi hoặc đây. Thanh chen ngang, lân vội hỏi. Có phải là anh đang nghĩ đến việc suốt chặng đường chúng ta truy đuổi tà vật, gặp phải những chuyện quái dị? Thanh ngật đầu. Đúng như vậy. Không những thế mà mỗi một lần mức độ cường đại của đám tà vật tăng lên. Không hiểu sao tôi cảm giác... Kẻ kia giống như là đang muốn rèn luyện À không Không ý ý của tôi là Dường như đang quan sát chúng ta Kiểu như là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng Anh nói không phải là không có lý đâu Nhưng mà tôi không nghĩ ra được Tại sao kẻ đó lại có thể làm như vậy Phải rồi Hôm trước tôi có gọi điện cho Vi Hỏi thăm tình hình tu luyện của thằng Cú Phong Vi nói Nam Linh cũng ở đoạn này đó Nghe đâu đi xử lý dịch bệnh Tiếc là trên này mạng kém quá Điện đóm lại chẳng có chỗ có chỗ không hiện tại vẫn chưa liên lạc được với họ. Thanh nghe Lân nói thì tiếc nối. Một tháng trước, Thanh và Linh có to tiếng với nhau. Từ đó đến nay vì hờn dỗi, cả hai cũng ít liên lạc. Giờ biết Linh đang ở đâu đó, trên miền sơn cước này, Thanh cũng rất nóng lòng muốn gặp. Lúc hai người đang nói chuyện, thì từ phía xa có ánh lửa le lói, lúc ẩn lúc hiện trong rừng đen đặc. Kế đó là tiếng la hét chói tai. Thanh và Lân giật mình, nhìn sang Liệu có phải do kẻ kia gây ra không? Nhanh, mau tới đó. Thanh dứt lời, sách ba lô chạy như bay. Lần thấy vậy cũng lập tức co giò đuổi theo sau. Ánh lửa bập bùng hiện ra trước mắt. Tiếng la hét càng ngày càng rõ mồn một. Có, có yêu quái, có yêu quái. Trời ơi, cứu, cứu tôi với. Tiếng một người phụ nữ la hét khiến cho Thanh phải chú ý. Anh nhanh chân chạy tới. Trước mặt Thanh xuất hiện một vật thân thể xù xì gớm ghiếc Bộ dáng giống như là con chuột Nhưng to hơn rất nhiều Toàn thân lở loét Ánh mắt của nó đỏ ngầu Nhìn vô cùng hung ác Dưới chân nó có một người phụ nữ Đang ra sức vùng vẫy Ở trên thân có mấy vết rách màu đỏ Đã loang lộ Thấm đẫm cả bộ quần áo thổ cầm Là trồn tinh Thanh quát lên Rút ra một con dao găm được chạm khắc tinh xảo Ba lô khoác lên vai Lao về phía con trồn Mũi dao sáng loáng đâm tới con trồn cảm nhận được sự nguy hiểm vội vàng nhảy lui về đằng sau tránh né mũi dao. Nó há miệng rít lên một tiếng. Chất dịch màu đen hôi thối văng ra tung tóe bám lên quần áo, lên mặt mũi của Thanh. Cơn đau rát ở trên mặt làm cho Thanh nổi giận, lấy ra một lá bùa, lau đi chất dịch nhảy. Ở trên mặt của Thanh lưu lại một vết ban đỏ. Bây giờ, lần cũng tiến lên, đem người phụ nữ kéo qua một bên, lấy pháp dược đắp lên vết thương đang chảy ra mủ màu xanh. Cái đó quay sang bên Thanh Lại là đám yêu tinh thi biến Cẩn thận đó Thanh hử lạnh Anh vốn là người điềm tĩnh Nhưng đứng trước yêu ma quỷ quái Một cỗ ngạo khí của thần thú Thanh Long Trong người như trỗi dậy Không có nói nhiều Thanh một lần nữa xông lên Khác với lần trước Thanh di chuyển trái phải Né tránh dịch nhảy của trồn tinh Thuận tay ném ra ba lá bùa ngăn trở tầm nhìn của nó Ba lá bùa đón gió áp tới khi còn cách trồn tinh một đoạn Thì một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua Linh khí trên ba lá bùa kích phát Tạo thành ba đốm lửa màu xanh Đổ ập lên thân thể lông lá Lở loét của con trồn Con trồn tinh bị thiên hỏa bám lên người Đau đớn kêu thét Đáp lại nó là hàng loạt những tiếng kêu thét khác Thanh nhíu mày Như chợt nghĩ đến điều gì Ở bên kia tiếng của lân vọng lại Cẩn thận đằng sau anh nữa Thanh sợ hãi vung dao găm đâm mạnh về đằng sau thì phập một tiếng Cái đó là tiếng rên rỉ đau đớn thanh liếc lại nhìn lại là một con trồn tinh khác so với con trước mặt thì con này bé hơn một chút chúng mày muốn đánh hội đồng à mẹ chúng mày để ông đây tiếp chúng mày lần thấy thanh bị bốn con trồn tinh vây quanh thì bực tức bản thân cũng rút ra một con dao găm sông lên hai người bốn yêu quần ẩu một hồi yêu huyết văng tung tóe thấm đẫm cả một mảng cỏ xanh tiếng hét thảm thiết vang lên từng thân thể to lớn của bọn trồn tinh đổ gục xuống ở trên thân lưu lại nhiều vết thủng bọn lân và thanh còn chưa kịp ổn định lại khí tức trong thân thể đang toán loạn thì người phụ nữ kia lắp bắp bạn 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 của tôi bạn làng của tôi bản thân của bái lao về phía ánh lửa tiếng hô hoán kêu thét càng ngày càng gấp gáp chạy đi chạy đi một ông lão độ bảy mươi tuổi tay cầm gậy gỗ hướng về đám phụ nữ và trẻ em kêu gào đã xảy ra chuyện gì vậy thanh túm lấy tay ông lão gấp gáp ông lão vừa nhìn thấy thanh là người lạ nhưng bây giờ cũng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều là yêu quái à yêu quái à nói đoạn tay ông lão run run chỉ vào góc tối thanh hướng mắt nhìn về phía ánh lửa bập bùng từng thân thể to lớn đủ loại trồn tinh nhím tinh mèo rừng tinh đang vây một góc tiếng kêu gào quỷ dị cũng phát ra từ bên đó có, có người ở trong đó là cậu ơi cứu chúng tôi ạ à. trong lúc thanh còn đang ngây ngẩn về tình huống ở trước mặt ông lão lại nói là người bạn này sao Hả Không Cũng là người lạ từ xa đến như cậu Thanh nhíu mày Tình huống phát sinh tiếp theo Khiến cho anh không thể nghĩ nhiều Ở trong bóng tối Lại xuất hiện những đôi mắt đỏ quạch Dường như Chúng đang tới Vì những tiếng kêu gọi của đồng bọn Thanh hít sâu một hơi Mặc cho ông lão ngăn cản Anh vẫn chạy thẳng về phía bên ấy Chỗ những đôi mắt đỏ ngầu kia cút cút hết cho ta từ trong góc tối một tiếng quát lên kèm theo sự điên cuồng phát ra liên tiếp sau đó là những tiếng rít dài đau đớn của bảy yêu thi những tiếng thân thể va chạm vào nhau thế nhưng đám yêu thi mới tu luyện này quá đông cứ con này ngã xuống con khác lại xông lên ở phía bên này thanh đang đón đánh bốn con yêu thi tuy không gặp nguy hiểm nhưng bị bọn chúng đeo bám Nhất thời cũng không thể tách ra được Ở bên kia Người thanh niên thần bí càng lúc Càng bị bao vây Chỉ đành hét lên Cổ vũ tinh thần Anh bạn cố gắng một chút Bạn của tôi sắp tới Người thanh niên thần bí nghe thấy những lời đó Thì nhếch mép cười Hắn tuy bị rất nhiều yêu thi vây công Nhưng hắn không hề sợ hãi Đoạn kiếm trong tay của hắn liên tục bay múa bóng kiếm chập trùng liên tiếp chém vào những cái móng vuốt sắc nhọn của bầy yêu thi thiên địa quyết cản khôn ấn thiên hỏa mật lệnh thỉnh thần minh trong lúc thanh và người thanh niên thần bí đang điên cuồng chém giết thì từ xa lần cũng đã xuất hiện mắt thấy cục diện hung hiểm lại nghe ông lão thuật qua sự tình lần giao lại cô gái cho ông lão Cây đó liếc mắt nhìn về thanh thấy thanh rất nhanh cũng sẽ bị đám yêu thi kia vây giết bấy giờ lân mới tiến lên tung ra mấy lá bùa vàng triệu thỉnh ra thiên hỏa tập kích đám yêu thi đang vây đánh người thanh niên đám yêu thi dựa vào số lượng đông đảo từ khi bắt đầu vẫn đem người thanh niên kia vây kín hiện tại bị thiên hỏa đánh úp tất cả mọi bọn chúng nhất thời phải giạt ra tránh né từng con bị thiên hỏa bám lên thân thể những lớp da thịt thối nát bị thiêu đốt bốc lên những tiếng xèo xèo ghê rợn tanh tuổi vô cùng bát bộ thần lôi lĩnh mệnh trù tả từ giữa vòng vây âm thanh như chuông đồng vang lên lân giật mình ở trước mắt một màn ánh sáng bạc tỏa ra bốn phía từ trên bầu trời tối mịt tám đạo lôi quang xuất hiện những tiếng sấm dền đến đáng sợ đùng đùng vang lên muốn xé toạc không gian yên tĩnh tám đạo lôi quang uy mãnh phóng xuống đánh trực tiếp lên thân thể gớm ghiếc của bầy yêu thi từng con gào thét trực tiếp bị lôi quang đánh nát thân thể thiên hỏa không còn bị yêu khí ngăn cản nhanh chóng đốt sạch những gì còn sót lại ở bên kia sau khi chém giết đám yêu thi chi viện thanh cũng tiến qua đứng bên cạnh lân cả hai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua người thanh niên đang lẩn khuất ở trong góc tối thanh nhẹ giọng hỏi anh cũng là pháp sư người kia không đáp chỉ đứng đó nhìn hai người lân lại hỏi pháp thật vừa rồi rất quen Dường như tôi đã nghe qua chú ngữ ở đâu đó Người thanh niên thần bí vẫn không đáp Cái mũ trùm đã che kín gần hết khuôn mặt của hắn Hắn khẽ cười Nụ cười mang theo đầy thâm ý Thanh và Lân cảm nhận Sau lớp vải kia là một đôi mắt Đang không ngừng dò xét bọn họ Khí tức của hắn thật lạ Có phải là bị thương không Để, để tôi giúp anh xem một chút Thanh biết Lân chỉ là viện cớ Đến tiếp cận người kia thấy lần sải bước tiến qua cho nên cũng đi theo. Ấy thế nhưng ý định của hai người không thể qua mắt người thanh niên thần bí nọ. Khi còn cách độ 2 mét, người thanh niên nhanh chóng lùi lại, cong người, nhảy qua hàng rào, nhanh chân chạy thẳng vào rừng, cứ như hắn muốn đuổi theo thứ gì đó. Rồi sau đó, người thanh niên biến mất dạng trong bóng tối. hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.